Khi sử dụng Fion để pha một dung dịch có nồng độ chính xác từ chất rắn thì đầu tiên sẽ sử dụng dung môi để hòa tan chất rắn ở trong vết xe. Đưa toàn bộ phần dung dịch vừa hòa tan vào trong Fion. Tráng rửa vết xe vừa pha nhiều lần bằng nước. Sau đó sử dụng nước cất để định mức. Lưu ý khi vạch dung dịch còn cách vạch định mức khoảng tầm vài ml thì sử dụng butter pipette nhựa để đưa nước cất vào cho tới vạch mức. Đậy nắp Fion và lắc nhẹ.